Bộ Y tế đang dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập. Dự thảo nghị định sẽ áp dụng với cả viên chức và người lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định 111 của Chính phủ. Trong đó, mỗi người chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất, dù được phân công nhiều công việc khác nhau. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức, làm xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng, thăm dò chức năng, giám định y khoa, y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, thiết bị y tế, sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, đặc biệt trừ các trường hợp hưởng mức phụ cấp 70%, 60%, 50%, viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm HIV, AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y,